Hi, xin chào các bạn đã đến với channel mình. Thì tiếp tục mình sẽ review về Bet nè. Thì hôm bữa mình đã review con Gudon rồi, thì hôm nay mình sẽ review về con Ton bá chủ thần gió. Đây, thì mình đã có nó ở dạng bá chủ ở phiên bản chung rồi. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành dịch kỹ năng của nó luôn tại trong clip này. Thì bình thường mình sẽ đăng lên thì đăng lên một trong một cái video nào đó, thì mình sẽ dịch luôn trong này và mình sẽ đăng lên cái Facebook. Các bạn có thể đọc thêm trên Facebook. Rồi, giờ mình nói sơ lược về cái nội tại của nó trước đi. Thì nội tại của nó thì nó khá tương đồng với nhau. Cái nội tại lúc chưa đột phá và đã đột phá rồi nó tương khá tương đồng với nhau. Nó bỏ đi cái hiệu quả cái giảm sát thương, thay vào đó là nó tăng tỷ lệ hành động. Thì mình sẽ dịch cái kỹ năng đột phá nó luôn nha. Thì còn cái chưa đột phá thì các bạn có thể đọc thêm. Thì ở trong trận chiến đó, thì sau khi bung hồi bay nó hành động đó, thì bản thân nó sẽ tăng mạnh hành động. Thì cái này con nào cũng có rồi. Rồi nó sẽ có 50% cơ hội tăng sức mạnh hành động cho bung hồi bay của mình. Như nãy mình nói lúc đó thì hiệu thì cho sau khi đó hiệu ứng hoàn cảnh của Ton bá chủ này nó sẽ không bị xóa bỏ và sẽ làm mới đi. Tiếp cái dòng chữ màu vàng thứ hai là trong trận chiến là khi mà con Ton xuất hiện thì bất kỳ đồng minh đồng minh là tấn công thì nó sẽ bay lên trong một vòng. Thì nó giống cái lúc chưa lên bá chủ, mà đây là cái nội tại nó đột phá luôn vẫn bay được. Bình thường kia là nó sẽ giảm sát thương. Và hiệu ứng này sẽ không có hiệu lực đối với cùng một Pokemon trong hai vòng. Lúc mà chưa lên giảm bá chủ nó sẽ là 3 vòng. Đây nó giảm xuống là còn 2 vòng. Ngoài ra Pokemon đang ở trạng thái bay nó sẽ tăng được 2% sát thương kỹ năng và giảm 20% sát thương khắc chế nhằm phải. Bù thêm được cái này 20% lên. Rồi, trong tiếp theo là khi thần gió xuất hiện khi thần gió xuất hiện đó, thì nó sẽ xua tan hiệu ứng tiêu cực của tất cả Pokemon đồng minh hợp bay. Bắt đầu mỗi vòng hành động. Rồi đồng thời nó sẽ tăng 15% crit và 15% dam trong hai vòng. Hiệu ứng này sẽ không bị xua tan. Và cái đặc biệt hơn là khi tốc của nó sẽ tăng lên 15% tốc. Khá là ngon. 15% tốc của nó sẽ cộng thêm cái hiệu ứng môi trường của nó nữa là 35%. Thì bình thường hiệu ứng môi trường nó chỉ có boost 10% thôi, đây nó lên tới 30% luôn các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ nói tiếp về cái kỹ năng này. Mình sẽ dịch thường nha, còn kỹ năng chắc các bạn có thể đọc trên Facebook cho mình nha. Vì khi mà kỹ năng giáp thì nó cũng tương đồng thôi, các bạn có thể chịu khó đọc cho Facebook cho mình. Thì như mình nói thì nó gây sát thương hợp bay và nó boost toàn thể phê là 30% tốc trong 3 vòng và tăng uy lực kill 100%, thủ 50%, né tránh 30% trong 3 vòng thì sẽ giảm hồi là 3 lượt. Rồi, chủ cái dòng cuối này nè các bạn, cái dòng chữ hai dòng chữ cuối cùng đó là nó ghi là nội tại bị động hay là bị động nội tại hay bị động đó. À, sau khi Pokemon khác đầu tiên á hợp bay mà hành động đó thì ngoại trừ bản thân nó thì nó sẽ nhận được hiệu ứng đôi cánh của bầu trời hay Wind of Kai đó, mình đọc Wind of Kai như vậy. Rồi bản thân sẽ con bé đó sẽ tăng vĩnh viễn 30% sát thương kỹ năng, tức là bạo kích, sát thương bạo kích và miễn nhiễm hiệu ứng khống chế. Tại con bé đó nó sẽ miễn nhiễm hiệu ứng khống chế luôn, không cần tơ mỗi lượt của Ton này nó bay đến. Đây là không cần thiết, không cần tới lượt của Ton luôn, tới lượt nó là tự nó miễn nhiễm hiệu ứng. Một cái boost khá là lợi. Rồi, tới cái anti nè. Anti của nó là sẽ bảo vệ, xóa bỏ hồn vệ, gây sát thương hạng bay, Rit.
và khiến mục tiêu bị hỗn loạn trong hai vòng và gây thêm 100% uy lực sát thương cho mục tiêu không bị hỗn loạn đó các bạn. Kỹ năng này có thể đánh Momon đang bay lặn và dưới lòng đất. Uy lực kia nó không tăng lên khá nhiều. Rồi cái này không có xuyên gì cả, gây sát thương bằng bay và làm hỗn loạn mục tiêu cho một vòng, giảm 30% khắc chế, 30% sát thương khắc chế và tỷ lệ trúng đánh trúng của mục tiêu trong một vòng. Trong 3 vòng chứ, và không cộng dồn và không sụt tan. Rồi, tới kỹ năng này là một kỹ năng hệ ác. À, kỹ năng này là nó sẽ khiến mục tiêu bị trốn trong một vòng, cũng giống kia thôi, mà mục tiêu nào mà không bị trốn á nó sẽ bị thêm 20% sát thương thu hoạch. Kỹ năng này nhóm. Rồi giờ mình tiến hành mình vẽ thế nè. Kỹ năng giáp mình sẽ không dịch ra, mình sẽ bảo vệ kỹ năng giáp. Thì Seven cũng khá cũ nè, đối thủ khá mạnh nên mình kiểm tra từ từ. Với lại có nhiều tài khoản nó bị xóa bỏ rồi nên mình nhấn về nó không được. Oh, gặp tem hồn à. Mình sẽ sử dụng một kỹ năng giết của nó, mình sẽ cho các bạn coi hiệu ứng của nó. Kỹ năng này sẽ gây chốn nè các bạn. Đó, nó gây chốn cho một lượt là một tỷ lệ 100% luôn các bạn. Nãy mình dịch nhầm cái kỹ năng này cũng gây trốn luôn. Đó, nếu mà nó đánh thì nó gây hiệu ứng rất là khó chịu. Nó đánh trốn liên tục như thế này thì tên bạn chỉ có nước khóc thôi. Rồi, mình cứ thả trốn như là team nó khóc ròng luôn. Rồi, Reyna cuối cùng cũng được đánh rồi. À, nó mặc cái xét chủ thần. Nó giờ nó không có bình thường là các bạn sẽ nó có cái tỷ lệ mà làm trốn với làm hỗn loạn, thì đây nó không có tỷ lệ luôn các bạn, là nó đánh 100% là trốn. Nếu Bowman là không mà không có miễn nhiễm á, mà gặp mấy con này tóc cao thì coi như là các bạn ngồi ngó luôn. Rồi thì test các kia như thế thôi, giờ mình sẽ cho nó đi với đội để nó đánh như thế nào. Mạng nó hơi bị ấy một tí. Rồi, vậy được rồi. Team mình tổng lực chiến là 31M. Rồi, các kỹ năng mình có thể dịch không hoàn chỉnh lắm, nên các bạn có thể
đậm đà trên Facebook, với lại cái lần này mình dịch cũng không chính xác nhiều cho lắm, cũng 90% là đúng thôi. Ái chà, đau nhỉ. Thôi cho hy sinh con hâm yếu trước đi, chạy an toàn. Đánh kiểu này chắc tèm bạn khóc luôn đấy. Con hô hô mình nó miệng nhiễm hiệu ứng rồi, giờ mới có một chữ tàu lên là nó báo là miệng nhiễm hiệu ứng. Ây da, đau nhỉ. Rồi, lần này mình sẽ sử dụng kỹ năng Z để đánh nó. Để hồi là kỹ năng Z trong Ray. À, nó còn ấy à. Như nãy mình nói là nó có tỷ lệ 51% để nó có thêm được hành động nha các bạn. Trận này Tôn không thể hiện được gì nhiều rồi. Đây, nó hồi lại các bạn ạ. Ray nó chuẩn bị nổ lại kìa. À chà. Rồi nó đi nó mắc châu nha. Ray mình yếu hơn nó nhiều. Rồi, chắc có thể mình thua trận này rồi. Boost lên cho con Ray nó sống thêm tuần nữa nè. Nãy con thú mình nó chết sớm quá. Còn là đỡ nó boost cái hiệu ứng lên là ngon rồi. Đúng rồi, tôn rồi các bạn. Thôi, bỏ qua trận này, lại, đánh lại nó. Ray nó trâu quá. Ray nó không còn boost luôn mà còn vẫn khá trâu. Như bữa mình test cái con Gudo này thì mình dùng thêm nữa thì vẫn ăn được nó. Tem bay mình không nâng thì có vẻ nó yếu hơn. Ở đây rồi. Như nãy con hô hô mình đem to tí nữa là ngon. Nó đánh lượt khá là nhiều. Mình không biết cái Yorok nó ngăn cản được cái boost tỷ lệ 50% lượt đánh này không. Mình cũng không rõ. Ủa? Ê cha, tội vậy. Con chết rồi lấy gì chơi nữa. Để mình sắp lại đội hình nè, để cho hô hô vào giữa. Rồi tới Ray. Rồi tới tôn thú. Phải đánh cho nó mình được.
tấn quá mà. Nếu mình bỏ virus Gordon vô là chắc cứu rồi, ăn chắc cứu rồi. Do virus Gordon mình nó mạnh. Oho thì mình đang không bằng con virus. Lại nào, hy vọng hôm nay sẽ sống tốt. Lần thứ 3 khuấy tay may vận nha các bạn. Rồi, cuối cùng cũng được đánh rồi. Mừng hết biết. Ủa sao nó bị mất hết một lượt ta. Rồi, ok, cứ đánh đại đi. Rồi, cái tool này là mình phải boost lên rồi, chứ không thì đỡ ray nó dập thông lắm. Thấy chưa các bạn, nó dập con hô hô mình kìa. Quá đó thông thiệt. Rồi, ray có nổ luôn rồi, khỏe nha. Ray mình nổ mà không thấm nổ nó luôn á. Rồi, cứ đủ lượt đánh con hồ Mew đánh thôi. Thấy chưa? Đằng sau nó không ấy nè. Hồi lại được kêu Z rồi. Rồi, đánh trốn, đánh được rồi đó. Tích ruột ray của nó kìa, không biết nó có thể chết con thấy của mình không? Thấy con cứ boost lên cho lan toàn nè. Vẫn chưa hồi lại cái kỹ năng cuối hồi trường này. Mình sẽ dùng nó để ấy luôn. Ái cha, đâu nhỉ, đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Thì như con hô hô mình đánh đầu tiên đó thì nó sẽ nhận được hiệu ứng, còn con ray mình nó không nhận được hiệu ứng nha các bạn. Giờ đánh không thấm nó luôn các bạn, tệ gì đâu đó. Một phần con dâu ray mình nó yếu quá, không đủ đam. Kệ, ráng khâu kéo. Nổ phát nè, cho an toàn đi. Ray nó cũng chuẩn bị tới lượt rồi. Ồ, nó đánh vô con nó đánh vô con Ray kìa, khôn vậy. Rồi, đã có hồi lại cái kỹ năng rồi. Cho nó mất lượt cái đi. Rồi, lại thua rồi. Bên nhà thiệt. Hay chà, hơn là nãy mình bút lên á, không bút là tạch rồi. Tên bạn nó mạnh hơn mình thiệt là nhiều. Lần này là tạch con ấy của mình thiệt rồi. Thôi bút lên cho con hô hô nè. Cướp lượt. Hy vọng là anh toan, không toan được. Buồn ghê. Không toan thì con gái mình toan thôi. Không ăn nổi nó. Tỷ lệ né của mình giờ nó cao rồi. Hold me close till I get out.
Rồi. Lại thua nó rồi. Rồi, một trận đấu quá tệ. Như mình nói, nếu nãy mà con ói của mình tóc cao tới là ngon rồi. Với lại con Ray mình hơi yếu. Với lại các mình test với con nếu các bạn nào để ý đó, mình test với con Gratina đó thì nó có boost nó hồng, hình như nó boost liên tục luôn, nó không có đợi như cái này. Thì con toàn thú thì mình phải đợi 3 vòng. Udon mình cũng phải đợi 3 vòng. Và cái con Kyogre cũng đợi 3 vòng. Hình như mình nhớ đầu mình test là con Giratina mình không đợi, không biết giờ này nó fit lại chưa hay vẫn đợi 3 vòng. Thì nhìn thường là mấy con boost môi trường nó phải đợi 3 vòng nó mới boost tiếp. Nhưng mình đánh thì con Grand mình nó không cần đợi luôn, nó boost luôn 2 lượt liên tiếp. Rồi, lần này mình đánh trước là tên bạn Tôn rồi. Giờ mình đánh về chị sẽ nổi. Mình bỏ Gordon là mình nghĩ chắc chắn là sẽ là gọi là khác biệt. Ray chuẩn bị nổ kìa. Thì mình boost luôn cái kỹ năng Z luôn để cho nó hồi lại. Ồ. Đánh nè, đánh thì đánh thôi. Tông luôn, wow. Trận này hồ đánh khác biệt nha. Rồi, trốn bạn thôi. Rồi, cướp được nữa. Nổ phát nữa. Đúng là có một con đam chính vô một cái là nó khác biệt hoàn toàn liền. Rồi, chốn bạn nào. Tội bạn nha. Thôi để cho bạn sống thêm tí. Còn bao nhiêu HP nha. Cho trốn nó đi. Đỡ tuần sau mình cho con Ho Ho mình đánh. Rồi do mình phải đợi cái boost của con Toy mình boost thêm lần nữa cho nó vui tí mà. Rồi đỡ cái này thêm lượng đi. Rồi cướp lượng nha. Một tuần. Tuần 2 nào. Rồi. Lần này là tạm biệt bạn rồi. À, sống nha. Rồi, video về con Tom bá chủ đến đây là kết thúc. Mình chỉ review đơn giản vậy thôi, chứ không có rườm rà nữa, một khi nữa. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video sau nha.